Thưa quý vị, với nhiều giải pháp được triển khai, công tác quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường của thành phố Vũng Tàu trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng đô thị du lịch xanh, sạch đẹp và văn minh, thân thiện với người dân và du khách. Phát huy kết quả này, năm nay, thành phố tiếp tục bám sát mục tiêu xây dựng đô thị xanh, bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, nhằm giữ vững danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN. Nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố du lịch xanh, sạch đẹp, văn minh và thân thiện, thành phố Vũng Tàu đã tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính đất đai, tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn. Năm 2020, thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành điều chỉnh và trình phê duyệt 4 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụm 3, điều chỉnh quy hoạch các khu đất trụ sở cơ quan cũ của tỉnh để đấu giá. Trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, thành phố triển khai đề án nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè, xây dựng tuyến đường 2 tháng 9 và đường Lương Văn Can là tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu. Yêu cầu các hộ mặt tiền các tuyến phố cam kết đảm bảo cái trật tự đô thị. Cũng yêu cầu các hộ kinh doanh phải kinh doanh đúng quy định, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Đồng thời là chính quyền cơ sở cam kết với chính quyền thành phố trong việc quản lý tốt cái trật tự lòng đường vỉa hè, tăng cường xử lý đảm bảo cái trật tự đô thị trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Chỉ tính riêng năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 388 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 388 trường hợp. Đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh giải quyết các hồ sơ hành chính, khiếu nại, tranh chấp về đất đai, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố, rà soát quỹ đất công, đất lâm nghiệp để quản lý sử dụng chặt chẽ, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị theo hướng đô thị xanh, bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường. Năm nay, thành phố Vũng Tàu tập trung giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính về nhà đất trễ hạn, khảo sát giá đất phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Phối hợp các đơn vị tư vấn triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Thành phố cũng tăng cường kiểm soát các điểm đen về môi trường, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, các trường hợp vi phạm. Thành phố cũng sẽ triển khai thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn tại xã Long Sơn và mở rộng phạm vi thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố. Trước hết là phê duyệt các quy hoạch 1/2000 và 1/500 theo tỉnh chỉ đạo. Cái thứ hai là những nội dung có liên quan đến công tác trật tự đô thị và trật tự lòng đường vỉa hè của thành phố phải tổ chức một cách bài bản để lấy lại thành phố một cách ngăn nắp và có trật tự. Thành phố cũng triển khai hiệu quả công tác lập lại trật tự lòng đường vỉa hè, giải tỏa các chợ tự phát, xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè. Đây là một trong những nhiệm vụ then chốt quan trọng của thành phố Vũng Tàu trong năm 2021. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình phù hợp, trên tinh thần thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trên phạm vi toàn thành phố, bảo đảm thực hiện công bằng, nghiêm minh, không có vùng cấm, không làm theo phong trào. Trong quá trình thực hiện, thành phố yêu cầu các phường xã, đơn vị liên quan chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Nếu trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không có trường hợp ngoại lệ.